Chào mọi người, mình là Chi Sói. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau react TikTok tiếp nhé. Chào lưu mà ở Hàn Quốc người ta làm về Việt Nam, làm về tùng lù nhà tôi chồng khi đó. Wow. Ôi, tôi hóng cái này lắm nè. Tôi biết có cái trào lưu này bên Hàn Quốc. Trào lưu này là như là bạn Mai Vũ Luân, bạn ấy là người đầu tiên làm cái này thì phải. Ghê chưa? Mà cái này xuất phát ban đầu là từ một DJ của Hàn Quốc. DJ Hàn Quốc. Có một bạn ở Việt Nam, bạn Luân đó, bạn làm lại. Do đó mình biết là có rất nhiều đặc biệt đó. Là có bạn, các bạn Thái nè, Campuchia cũng có nè, Đông Nam Á, hầu hết là Đông Nam Á. Nhưng mà ở Hàn Quốc thì làm cực kỳ nhiều, nhiều lắm luôn. Mình lướt mình thấy. Và bây giờ có cái tổng hợp rồi, thôi coi tổng hợp đã hơn khỏi cần phải lướt TikTok 7 phút ạ. Hãy cùng tôi đi 7 phút nào. Ok, 3, 2, 1, go. Ấy, đây là sự kết hợp của cái gì tôi sẽ nghĩ không ra tên này. A few moments later. Đã đi đường quyền không? Đi đường quyền không? Và Sky, một sự kết hợp của hai cái. Trời. Ông này là chùm bôi mặt đó, đúng không? Phần trước thì bôi mặt. Biến đổi hai lần luôn. Lịch lãm và lãng tử. Toàn gương mặt quen thuộc quá ha. Chắc đây là mấy cái TikTok, TikToker mà kiểu của Hàn Quốc mà kiểu. Mà bị ghê đó, bị ghê đó. Mặt trắng quá ha. Tôi sẽ lên kiếm video và tôi like. Trời ơi, vừa nãy mình chê mặt trắng. Mình nghĩ là trời ơi, chắc kiểu mà lát nữa lên là cái dễ thương các kiểu các thứ. Ai dè lên cái sáu múi. Đấy. Lần nữa không? Biến đổi lần nữa không? Không, một lần thôi, biến đổi một lần nữa. Hình như cái gái đầu gì phê phê phải không? Ê, tôi chưa thử cái đó nữa. Ơi. Nhẹ nhàng. Ê, mấy người này nhẹ nhàng. Chắc chắn là hay. Đấy, tung mắt nhảy xuống. Sky đây. Ủa, có sắp tiếng Việt kìa. Mấy người này đã đánh thị trường Việt Nam rồi, thế nên có sắp Việt Nam, đúng không? Được của nó. Ừ.
nhiều quá, makeup đậm quá. Thật ra con trai makeup đậm quá mình cũng không thích đâu. Bạn này chắc là biến đổi dễ thương rồi, xem nào. Bị sai nhịp tí. Lố nhịp tí. Rồi mặt dễ thương thì sau chắc sẽ ngầu này. Mà hay hơn làm nhẹ nhàng quá. Nữ này. Wow. Ôi có sắc biệt luôn kìa. Được. Úi trời ơi cười đẹp quá kìa. Nhìn cái tường này tôi lại nghĩ tới mấy cái nhà nghỉ ở biển. Không nhẹ nhàng gì. Nhẹ nhàng không có mạnh nhưng mà mấy bạn Việt Nam ha. Bạn mới làm khói lửa bùm bùm các kiểu. Wow. Đây sắp nữa kìa. Lỡ nhịp rồi. Lùi lại một tí. Ôi. Không rõ mặt lắm. Ui nhưng mà ui, cái biến đổi lần hai hay đó. Cười đều nha, Sơn Tùng đâu có cười đều ấy đâu. Chồng tôi đâu có cười đều ấy đâu. Sao bạn này đơ vậy? Không làm gì vậy? Không nói luôn vậy? Không được. Phải nhép nó khớp miệng nó mới hay. Quá hay. Outro quá tuyệt. Tôi thích cái outro là mọi người đã cùng mình đi gần chục phút trong một cái video react TikTok. Mọi người hãy like và ủng hộ kênh của mình cũng như kênh Việt Nam Produce 101 nhé. Mình sẽ để đây dưới mô tả ở trên tiêu đề cuối video và cả dưới comment. Mọi người hãy tìm link, hãy theo kênh nhé. Bye bye.